Quan tâm đến trời. Ok. Wow. Ok. Thì hôm nay chúng ta sẽ sang cái bài lesson 2, cái slide 2 là chúng ta sẽ học về những cái hàm xử lý chuỗi trong JavaScript, cũng như là học về cái khái niệm về regex. Thực ra cái regex này các bạn có thể chủ động tự học được. Thì phần này nếu để tiết kiệm thời gian đấy, để tiết kiệm thời gian tôi sẽ cắt bớt cái nội dung đi, bởi vì chúng ta tốn quá nhiều thời gian cho một bài, bởi vì nội dung nó cũng nhiều, cho nên những cái phần nào các bạn có thể tự học được thì các bạn chủ động học nhá. Tôi cũng chỉ nói qua về phần regex thôi, còn lại phần try catch này thì nó cũng tương đối dễ, cho nên là chúng ta sẽ tập trung thời gian để luyện tập nhiều hơn trong cái quá trình chúng ta học cái môn này, học cái bài lesson 2 này nhá. Thì ở trong này ấy, nó có một cái phần là nhắc lại bài cũ này. Thì chúng ta qua bài cũ chúng ta cần phải đặc biệt nắm được những cái thứ như thế này. Ít nhất là phải nắm được những cái thứ liên quan đến DOM này, liên quan đến các cái built-in xử lý mạng, built-in xử lý ngày tháng. Đó. Và ít nhất các bạn phải nhớ cho tôi cách sử dụng được cái thư viện Lodash cũng như thư viện Moment. Các bạn không cần phải nắm hết nhưng mà ít nhất chúng ta phải biết là cài cắm để sử dụng nó như thế nào. Biết tìm tài liệu ở chỗ nào để đọc. Đó, thì chúng ta lưu ý giúp tôi. Được chưa? Quên thì phải hỏi lại ngay, chứ không là đến lúc sau này đi làm là rất là mệt mỏi. Để cho to lên một chút. Ok. Thì sang bài bài này của chúng ta sẽ xử lý những cái hàm built-in cũng tương tự như hàm như phần phần trước thôi. Thì chúng ta sẽ học về built-in xử lý về chuỗi. Đó, thì nó cũng có những cái hàm giống như thế này, kiểu dạng như thế này. Và chúng ta sẽ tiến hành là ô tôi chết rồi. Cái này tôi copy nhầm rồi các bạn ơi. Phần này tôi copy nhầm nhá. Tôi sẽ hướng dẫn lại sau. Đây đây, phần 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 dưới này. Cái phần trên này tôi đang làm slide bị sai. Cái này là của mảng chứ không phải của chuỗi. Tôi sẽ sửa lại sau. Cái gì đây? Ai đang chat gì? Thì các cái hàm để hàm built-in xử lý chuỗi thì chúng ta có những cái hàm cần phải lưu ý như sau. Ví dụ như hàm len này, cái len này là thuộc tính thì chúng ta không 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 cần phải nhắc lại nữa nhá. Len nó để lấy ra số lượng ký tự có trong chuỗi của chúng ta. Ví dụ như tôi có một cái biến str ở đây. Gì đây, ai đây? Chờ chút nhá, cô Loan cô gọi. Alo. Không chắc thì phải. Rồi, chấm len ở đây là chúng ta lấy ra độ dài, tức là tổng số lượng các ký tự có trong chuỗi. Thì cái này chúng ta rất cần dùng. Tiếp theo là index of. Index of là để giúp chúng ta tìm kiếm xem một cái từ khóa nào đấy hoặc một ký tự nào đấy xuất hiện ở cái index thứ bao nhiêu ở trong cái chuỗi này. Được chưa? Nó các bạn sẽ thấy nó giống như là cái hàm find index hôm qua chúng ta học ở ở, ở trong cái Lodash ấy. Thì nếu mà trong trường hợp tìm thấy thì nó sẽ trả được cái số index, còn nếu mà không tìm thấy nó sẽ trả về trừ một. Thì cái phần này chúng ta có thể lấy ví dụ như sau. Tạo file mới này là string built-in. Làm cho có pen được không ạ? Hả? Em làm cho có pen có được không ạ? Được, em làm ở đâu thì làm. Chẳng qua tôi viết ở đây cho chúng ta dễ nhìn thôi. Rồi, chúng ta có thẻ script ở đây. Mình sẽ có một cái và str bằng hello pt14313 web, ví dụ vậy. Bây giờ tôi muốn tìm cái chữ web nó xuất hiện ở cái index thứ bao nhiêu. Được chưa? Thì tôi sẽ tìm ra là bằng cách là console log. Console log ra là str chấm index of cái ký tự web như này. Dạ. Giờ chúng ta sẽ chạy nó. M12 lên. Đây chúng ta thấy nó ở index số 14, bắt đầu từ index số 14 thì chúng ta đếm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Và cái chữ web này bắt đầu bằng index thứ 14. Được chưa? Thì đấy nó là cách chúng ta sử dụng cái index of này. Last index of nó cũng vậy.
Được chưa? Các bạn lưu ý cái last index of này nó sẽ áp dụng cho ví dụ như trong cái ví dụ này của tôi này. Tôi có là Hello Hello FPT Polytechnic, được chưa? Thì chúng ta có cái ở đâu? Đây đây đây, Hello FPT Polytechnic này, gạch ngang FPT Education. Thì chúng ta có cái từ khóa cần tìm là cái từ FPT. Tôi muốn tìm cái index, cái từ cái có nghĩa là cái từ FPT xuất hiện cuối cùng ở trong cái mảng này, ở trong cái chuỗi này là ở index số bao nhiêu, thì tôi sẽ dùng cái hàm là last index of keyword, thì chúng ta nó sẽ ra là số 24 ở đây. Được chưa? Còn nếu mà cái index of đầu tiên này thì nó sẽ ra là 0 1 2 3 4 5 và 6. Cái này là 6, còn cái này sẽ là số 24. Index thứ 24. Được chưa? Đấy là cái sự khác nhau giữa hai thằng này. Tiếp theo là hàm search. Hàm search thì nó tương tự như là cái index of thôi. Tuy nhiên là nó hỗ trợ cả cách tìm kiếm thông qua regex, thì tí nữa regex chúng ta sẽ nói qua một chút về cái regex ở trong JavaScript nó sẽ như nào. Các bạn còn nhớ hàm slide ở trong cái mảng không? Hàm slide là dùng để cắt cắt cái mảng đấy ra thành một mảng con. Được chưa? Cắt từ phần tử thứ start cho đến phần tử trước cái số index stop. Được chưa? Thì ở đây cũng vậy, ở trong cái chuỗi này chúng ta cũng có cái kết quả tương tự khi mà dùng hàm slide. Hàm slide ví dụ như ở trong này chúng ta có cái string là hello FPT Polytechnic, thì tôi lúc nãy tôi tìm được cái chữ FPT nó bắt đầu từ cái index số 6 đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta có string 2 bằng string 1 bằng string chấm slice 6,9, được chưa ạ? Là cắt từ số 6 đến số 9. Đây, 6 7 8, số 9 ở đây, số 9 là dấu cách này. Được chưa ạ? Thì tôi nó sẽ cắt số 6 7 8, tức là đến số 9 là nó không cắt nữa, nó cắt cái số trước số 9 giống như slide ở trong mảng thôi. Thì các bạn lưu ý cho tôi cái việc này nhá. Đấy là về cái string slide của chúng ta. Dạ. Và tất nhiên cái mảng string nó vẫn được giữ nguyên, bởi vì cái hàm string.slide này, str.slide này thì là nó chỉ là cắt từ cái mảng gốc và nó return ra thành một cái chuỗi con mà chúng ta gán trong cái chuỗi đấy cho cái biến str2. Do đó khi mà chúng ta lốc ra hai cái str1 và str2 thì nó sẽ ra kết quả như này là hello FPT Polytechnic và FPT. Được chưa? str1 này nó là cái chuỗi gốc, còn str2 thì nó là chuỗi được cắt ra. Thì chúng ta lưu ý giúp tôi cái việc này. Về đấy là hàm slide nhá. Hàm substring chúng ta cái này chúng ta có thể đọc được. Được chưa? Đọc giúp tôi cái này và đây chúng ta có một cái bài tập nhỏ nhỏ như sau. Chúng ta đọc giúp tôi hàm slide, hàm substring và hàm sub str. Được chưa? Thì chúng ta thử compare giúp tôi xem là ba cái hàm này nó khác nhau ở đâu. Được chưa? Ba cái hàm này nó khác nhau ở đâu? Thì nhưng mà ví dụ tôi đã có bên này rồi, tuy nhiên là các bạn cứ làm thử giúp tôi xem là nó khác nhau ở đâu khi mà chúng ta sử dụng ba cái hàm này. Được chưa? Chúng ta có 5 phút để làm thử. Các bạn làm đi. Đây, hàm slide này, hàm substring và hàm sub str.
Mình mở cửa ra cho khóa đi nhé. Có Tớ đang dậy mà. cửa mở ra. Đấy, đang dậy mà. Cái tổng thì quan Ờ, gì chưa. lại dậy giờ này? Ca 12 giờ. What fuck, bây giờ làm gì có được cộng cái đấy đâu. Thế à? Ôi. Anh không phải là cộng mà anh được tính trong giờ hành chính ngoài giờ hành chính. Dê. Thế mình lại càng có nhiều tiền. Cái này thì ít quá, muộn quá, cái này thì nóng quá. Mình Được rồi, để tôi chuyển sang phòng khác nhé. này cộng số cơm ở đây thì anh em. Đây, đây, đây. Phải nói sao? Thôi con xin các bạn. Đấy, thân trai 12 bến nước, đi đâu bị đuổi. Em nghĩ thầy vào phòng vệ sinh là vừa. Là vừa. Thầy không bị ăn là may, bị đuổi. Đây người ta gọi là dạy gái. Gái. Hàm sắp str ấy thì nó khác so với cái hai cái hàm kia ở đâu, hàm này này sắp str này khác so với hai hàm còn lại đâu, Nhưng thấy là viết ngược hay viết xuôi nó đều giống nhau à? Kiểu viết 69 cái với hàm 96 kiểu sắp thế ạ. sắp str đấy là tham số đầu tiên là index bắt đầu, tham số thứ hai Đúng là số ký tự lấy đằng sau. rồi. Đấy là cái sự khác nhau lớn nhất giữa cái thằng đấy và hai thằng còn lại. Tức là ví dụ như các em để ý nhá, cái slide hay là cái substring thì hai thằng đấy nó đều cắt theo cái index. Được chưa? Tức là có index bắt đầu và index kết thúc. Tuy nhiên cái thằng sub str ấy thì nó khác ở một chỗ là nó sẽ tính cái index của phần tử bắt đầu cắt và cắt bao nhiêu ký tự ở phía sau. Được chưa? Tức là tham số thứ hai của nó là len. Len là cái độ dài mà cái số lượng phần tử sẽ bị cắt đi. Được chưa? Đấy là cái sự khác nhau đầu tiên. Còn nếu trong trường hợp chúng ta không truyền len, trong trường hợp chúng ta không truyền len vào thì nó sẽ cắt từ cái index đó đến hết. Đấy là cái sự khác nhau đầu tiên của chúng ta. Thì các em lưu vào. Dạ. Vâng.
Được rồi, được rồi, để tí nữa em xuống nói chuyện với chị Yến luôn xem như nào. Ok. Ok. Rồi rồi, hiểu rồi. Rồi ok. Rồi rồi, hiểu rồi. Để tí em xuống em nói chuyện luôn. Đây bây giờ không được, bây giờ nó có ca. Xuống có ra được. Rồi ok, tí nữa em bảo. Rồi ok, hiểu rồi. Ok, nha. Rồi, tí nữa em xuống luôn. Lớp cô Loan sinh viên bị chuyển sang lớp 1. Chẳng hiểu sao sinh viên đang học của lớp cô ở lớp 2 thì có một vài bạn chẳng biết là ai xếp bị đẩy đẩy lớp về lớp 1. Mà lớp 1 bây giờ còn ai dạy đâu. Nên là đang làm ầm lên. Để tí nữa tôi xuống nói chuyện với đào tạo, tôi cũng hy vọng lớp mình không bị tình trạng đấy. Rồi, ok. Thì cái hàm substring còn này thì sao nhỉ? Hàm này với hàm trên thì khác nhau ở đâu? Hàm này với hàm trên thì khác nhau ở đâu? Viết ngược lại hay viết xuôi nó Viết ngược có lại. thứ tự này. Đây này, có một cái tôi ghi ở ghi đây này. Điểm xuất phát là tham số, nếu mà start của chúng ta mà lớn hơn stop thì hai giá trị này nó sẽ đổi chỗ với nhau luôn. Được chưa? Còn lại thì output của nó thì hai thằng này là giống nhau. Còn Đấy, cả chúng một ta ghi. cái nhập được cả số âm. Số bắt đầu là số âm. Số bắt đầu là số âm thì chúng ta làm nó bắt đầu ngược, bắt đầu ngược từ nó cắt từ cuối lên đầu. Không, đấy là sub str, còn sub string là nếu mà nhập số âm là nó trả về số 0. À rồi ok. Tức là nó đưa về index 0 luôn đi. Ok. Đấy thì chúng ta khi mà làm ấy, đặc biệt là những cái này là rất dễ cãi nhau. Những cái thằng mà làm kiểu nặng dạng này, đặc biệt là sau này nếu mà chúng ta có bạn nào mà chuyển sang bên Node.js để code web thì những cái hàm này nó vẫn có ý nghĩa tương tự như ở trong Node.js. Được chưa? Nó vẫn giữ nguyên như vậy. Nhưng mà đến khi mà code backend là nó sẽ có rất nhiều việc nó xảy ra. Đến lúc đấy là các ông ngồi cãi nhau, là chửi nhau tung tóe luôn về cái chuyện này cho xem. Đấy nên là chúng ta lưu ý học cái gì thì phải xem là nó có cái gì đặc biệt. Được chưa? Tiếp theo là các cái hàm khác. Thì ở đây tôi chỉ nốt ra những cái hàm mà hay dùng thôi, còn những cái hàm mà ít dùng hơn thì tôi cũng sẽ không đưa vào đây, mà các bạn sẽ chủ động tự tìm hiểu thêm trong quá trình chúng ta làm bài. Được chưa? Thì ví dụ ở đây chúng ta có to upper case, to lower case, cái này thì thôi nhá, không giải thích nữa nhá. Chuyển chữ hoa về chữ thường về chữ hoa và chuyển chữ hoa về chữ thường. Được chưa? Trim, cái này có quen không? Cái hàm trim này có quen không? Đâu rồi, các con rời. Quen thế ạ. Quen nó quen ở đâu? Trong PHP dùng Đúng chim rồi, để cắt giờ cách. đúng rồi, cái này nó để cắt cái khoảng trắng white space hay là dấu cách ở hai đầu của chuỗi. Đấy, ví dụ như ở đây chúng ta có một khoảng trắng ở đầu chữ hello world, một khoảng trắng ở cuối chữ hello world, được chưa? Thì chúng ta có str2 bằng str.trim, được chưa? .trim thì nó sẽ loại bỏ hết toàn bộ các khoảng trắng ở hai đầu đi, và nó trả về một cái chuỗi mà không có khoảng trắng. Thì cái này chúng ta cũng thường dùng thì phải lưu ý. Cái hàm này có hay dùng không? Hàm replace Có tuy nhiên hàm replace ở trong JavaScript, hàm replace trước mắt là ý nghĩa đó này. Hàm replace ở trong JavaScript ấy, hay là trong PP thì nó đều dùng để thay thế một một ký tự thành một ký tự khác. Được chưa? Ví dụ đây tôi sẽ demo cho chúng ta như sau. Ví dụ như sau. Ở đây tôi có một cái input này. Input. Đây tôi để đây là chuỗi gốc này. ngoài body rồi thế Ngoài ở đâu thì được, quan trọng gì?
HTML thôi này, chuỗi gốc này, được chưa? Đây cho nó có cái ID bằng origin đi. Sau đó là ký tự chuỗi cần thay thế. Thay thế chúng ta sẽ có một cái input khác. Đấy. Chuỗi ký tự mới. ID nó sẽ bằng value. Replace value và có một cái button on click button này ID là action đi, thì là replace. Được chưa? Thì bây giờ bài toán của tôi nó sẽ diễn biến như sau. Tôi có ba cái chuỗi gốc, ví dụ như ở đây tôi viết là pt14313 web. Được chưa? PT14313 web FPT. Chuỗi cần thay thế, tôi tìm đến cái chữ web, tôi thay nó bằng cái chữ là front end đi. Dạ, tôi muốn thay cái từ front end, từ web này, từ web ở đây, tìm cái từ web này ở trong cái chuỗi này, tôi thay bằng cái chữ là front end ở đây. Tức là nếu mà sau khi tôi bấm cái chữ replace này thì cái chuỗi gốc của tôi ấy, chuỗi gốc này nó sẽ trở thành như này. PT14313 front end FPT. Được chưa? Thì chúng ta làm được không và làm như thế nào? Theo các bạn thì chúng ta sẽ làm như nào? Bước 1 là làm gì? Lấy là hả? Bước 1 chúng ta sẽ làm gì? Cứ phải lấy được cái giá trị ở thẻ input đã. Sai. Bước 1 chúng ta cần phải xác định tất cả các đo, đúng không? Xác định cái nào là button này, cái nào là thẻ input, đúng không? Input gốc, input cần thay thế, input ký tự mới, đúng không? Để xác định được tất cả cái đồng ấy đã, đúng chưa? Xong bước 2 là làm gì? Các em sẽ làm gì? Bước 2 chúng ta sẽ cần là tạo sự kiện cho thẻ button, đúng chưa? Khi mà nào chúng ta bấm vào cái nút replace, button replace, thì cái hành động thay thế kia nó mới được thay đổi chứ, đúng không? Được chưa? Bước 3 là lấy giá trị của các thẻ input. Lấy giá trị của các cái input và gắn vào các biến tương ứng. Yeah. Bước 4 là làm gì ạ? Bước 4 thực hiện replace. Yeah. Thực hiện replace cho cái chuỗi gốc. Và bước 5 là làm gì? Năm làm gì nhỉ? Thay thế cập nhật giá trị mới cho thẻ origin. Đúng chưa? Chúng ta phải xác định trong đầu luôn là bằng này thứ cần phải làm. Các bạn thử làm giúp tôi cái này xem có làm được không? Cho các bạn. Các bạn cần bao nhiêu phút để làm bài này? Thử ước tính thời gian này nào. 30 phút. 30 phút vả vào mồm mày. Cho thử 10 phút thử này. Ok, cho cô 10 phút để làm cái này. Thấy gửi HTML lên đây đi cho phải code này. À. Đây tôi sẽ copy cho cái đống này vào trong phần chat. Để cho chúng ta có thể có cái để làm. Ờ, cho thầy ok.
Được chưa? Em tưởng là từ tối mới ký được, thì em đi vào cứ để tối. Được chưa? Cho chúng ta cho chúng ta 10 phút nhé. Bây giờ bắt đầu là 12:28. Chúng ta sẽ làm đến 12:40, cho hẳn 12 phút. Ai làm xong sớm nhất thì thưa lên. Chấm nếu đúng, tôi sẽ bonus điểm cho bài assignment. Thầy mở cái slide đi thầy, cái chỗ khái niệm đi thầy. Xong cái đoạn này rồi gì? Vâng, có đây, hết rồi. Đây. Click on function. Function. Function.
Là tổng hợp cơ mà. Có ai xong chưa? Xong rồi thầy. Ê ghê em nhỉ. Em chưa, em phần thứ 3 thôi. Thì kệ em, tôi bảo đến nào xong trước thì trả lời cơ mà. Xe đi tôi đang nghe xem nào. Cái thằng này hình như được cộng điểm hơi nhiều. Thì thay vào cộng điểm đi chẳng thế. Rồi, chạy đi xem nào. Được, mở cốt ra xem nào. Đây này. Cái gì này? Đúng. Em đặt tên nó lòng hoàng thế thôi. Không này, có gì lòng hoàng đâu. Em tách nó ra thành các cái lệnh khác nhau đi để cho các bạn theo dõi cùng ơi. Tách cái gì thầy? Tách cái đoạn dòng 24 ra thành nhiều dòng khác nhau ấy. Em viết tường minh nó ra.
xem lại thiếu chữ và value ở trước chữ rep này, thế là nó không được. Tao phải gắn thêm mấy cái biến nữa này. Em tạo ra cái ví dụ và str gốc đi. Gốc đấy bằng bằng cái gì? Đây là chuỗi gốc đúng rồi. Chuẩn. str cần thay thế chẳng hạn. Rồi. 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 Rồi xong. Các bạn đọc có hiểu không? Các bạn khác đọc có hiểu không? Đọc của bài của Tuấn Anh có hiểu không? Ok, đến thằng Vũ học dốt như thằng Vũ còn hiểu thì là được rồi. Để xem còn đứa nào nè. Thảo có hiểu không Thảo ơi? Thảo với Hoài có hiểu cái đoạn code này không? Đâu hết rồi. Ghê, khó à. Thế thôi tôi không chữa nữa nha. Bài của Tuấn Anh đúng. Được chưa? Cộng điểm cho Tuấn Anh nhá. Em tắt xe nhá. Từ cứ để đấy cho các bạn xem. Làm gì vội như vậy? Ô, thằng này hôm trước được cộng rồi mà. Vâng, lại cộng nữa. Hôm trước có được cộng 1 điểm rồi thầy ạ. Ô, đấy là 1 điểm trong 10 điểm. Nay phải điểm trừ đi. À thôi, cái này cộng cho 1 điểm nữa cho 2 điểm đi. Thế thì bao giờ được 1 điểm ở Simon này? Đâu, đây là điểm thi chứ không phải điểm assignment đâu. Ừ, được 10 điểm này là được 1 điểm thi nè. Vâng. Điểm thi là giá trị lắm đấy. Bao giờ tôi được 10 điểm? Ai biết được. Cố gắng thêm mấy buổi nữa là được. Mấy, tận mười mấy buổi học được mà. Mỗi buổi kiếm 1 điểm. Chẳng lấy vào dầu. Các bạn khác chưa làm xong thì chép cái này vào nhá. Chép luôn vào đi. Xong rồi chúng ta sẽ sang phần khác. Cho ông ta 1 phút để chép. Được chưa? Tuy nhiên cái chấm replace này nó có một cái điểm dở như này. Ví dụ trong code PHP của chúng ta nha, replace nó đã tìm tất cả những cái mà khớp thì nó xóa đi. Đây, ví dụ cái code PHP này. PHP tester này. Tôi sẽ viết như sau. $str bằng fpt poly trừ FPT edu như này,
Dạ, tôi sẽ có cái biến str 2 bằng str trừ replace cái biến str 7 fpt phẩy thiện th và tôi echo ra cái biến str 2 real time. Từ php string replace đúng mà string replace mình làm đúng mà nhỉ. String replace ở đây đúng không nhỉ? Tôi viết ngược, đây là chuỗi gốc, tôi viết ngược thứ tự, sorry các bạn. Đây các bạn sẽ thấy là nó thay toàn bộ cái chữ FPT này, những cái chữ nào là xuất hiện là chữ FPT thì nó thay bằng chữ thiện TH ở đây. Tôi đã share screen rồi nhỉ? Quên. Xin lỗi. Đây, tôi sẽ xem lại này. Tôi sẽ làm lại này. Đây nhá, ở trong code PHP của mình ấy, thì chúng ta có chuỗi gốc là FPT poly trừ FPT edu, được chưa? Chúng ta có str2 bằng str replace FPT thiện th str, được chưa? Thì nó sẽ tìm tất cả các chữ là FPT ở trong chuỗi str này. Dạ, nó thay thế bằng cái từ là thiện TH. Dạ, thì output của chúng ta sẽ là thiện TH poly, thiện TH edu. Tức là thay thế hết cái này và cái này, chuyển thành thiện TH cả. Dạ. Tuy nhiên trong JavaScript thì các bạn sẽ nhìn thấy nó không thế. Ví dụ như sau. Tôi có một cái biến va str bằng đây, fpt poly trừ fpt edu. Được chưa? Tôi tiến hành là console log ra cái str.replace cái fpt phẩy là pt14313. Dạ, tôi log nó ra thì các bạn xem output của nó nhá. Đây, các bạn thấy gì ạ? Chuỗi gốc đây, chuỗi gốc đây và chuỗi sau khi biến đổi bên này, các bạn thấy điều gì? Nó chỉ xóa cái nào cái đầu tiên thôi, đúng không? Đấy. Thế bây giờ nếu trong trường hợp tôi muốn thay thế tất cả các phần tử là mang text là fpt đi và thay thế bằng cái chữ này thì tôi làm như nào? Có ai có giải pháp gì không? Vòng nạp xong rồi tách hình mảng, lấy ra index, xóa đi điểm vào. Như em nghĩ thì là sẽ tách nó thành một mảng, tách chuỗi để thành một mảng. Rồi dùng vòng nạp for lấy ra được cái index của cái phần tử cần thay thế. Xong rồi thay thế nó. Tách đấy dài quá. Đấy em vừa làm cái thằng trà nó bắt đầu xử lý xong nó lại gộp thành chuỗi đúng không? Vâng. Dài quá, có ai có cái giải pháp khác không? Dùng cái hàm gì vừa nãy của thầy, str remnet này. Không, cái đấy bp. À bp. Ừ. Thì xem trong cái thư viện có thì phải. Không cần trong thư viện, chúng ta cũng làm được. Có ai có cái giải pháp nào? Đâu rồi, Thùy đâu rồi? Thùy hôm nay không online à? Không online à? Tí phải nhớ không điểm danh con bé này. Quỳnh. Ê thầy. Không, giờ không quen biết gì nữa rồi.
Quỳnh đâu rồi? Đâu rồi thằng này? Ra ra rồi đó. Có giải pháp nào để replace toàn bộ chữ FPT này, cả hai chữ này, thành cái chữ này không? Replace là thầy giáo. Thay thế toàn bộ. Em tưởng đấy thầy giáo có cái hàm thì searching cạnh dưới replace đấy. Đấy là của bên của PHP. PHP thầy giáo. Ờ, bây giờ muốn làm bằng JavaScript. Em chỉ nhớ là cái cách cắt chuỗi đó, ngồi vòng lặp for, for bằng index bằng FPT bằng thì ra kết quả thầy giáo. Ừ, sai. Dùng vòng lặp while. Ừ. Dùng hàm index up. Ừ. Nếu mà index của nó lớn hơn không thì lại ăn vả bây giờ lớn hơn không em nhầm khác âm một, nếu index của nó khác âm một thì chạy tiếp cái hàm remnet này. Mày search đâu ra đây? Đó, em vừa nghĩ ra đây đúng rồi. À cái đấy hôm qua em vừa làm xong quên mất. Chúng ta sẽ có giải pháp như sau, bởi vì chúng ta lúc nãy đã nhắc đến một cái hàm tên là hàm hàm ở trên này, hàm index of, để nó tìm cái chuỗi đấy nó còn tồn tại trong cái mảng này, tìm một chuỗi còn tồn tại trong chuỗi gốc, chuỗi cha hay không, đúng không ạ? Nó sẽ trả ra cái index. Nếu mà bao giờ nó không tìm thấy nữa thì nó sẽ trả về -1, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ có như sau: while str.index of, được chưa? str.index of cái fpt mà khác -1. Dạ, nếu mà khác -1 thì chúng ta sẽ có str bằng str.replace của cái FPT trở thành cái PT14313 như này. Được chưa? Và chúng ta ra ngoài chúng ta tiến hành console log. Console log của cái biến str ra. Dạ. Bởi vì lần đầu tiên vòng lặp đầu tiên này chạy này, str.index of fpt thì nó ra đáp án bằng 0, bởi vì nó tìm thấy cái chuỗi này là cái đầu tiên mà bắt đầu của cái chuỗi gốc. Dạ. Không thì khác -1. Do đó nó sẽ sử dụng là str.replace fpt với pt14313 thì nó thay thế được ký tự này. Dạ. Sau đó nó lại chạy tiếp một vòng lặp nữa, lại có str.index of fpt thì ở đây chúng ta đã có cái index của cái thằng này. Thì lại chạy cái replace này. Làm tương tự, chúng ta tìm thấy index của thằng này thì lại thay thế cái này lên đây. Và thay thế xong thì đến lúc đấy trong cái chuỗi gốc chúng ta không còn cái ký tự nào là FPT nữa cả. Do đó cái index nó sẽ bằng -1 và chúng ta không chạy nữa, chúng ta chạy xuống dưới thì con số lốc ra cái str thì nó sẽ bằng cái mảng đã được thay thế toàn bộ rồi. Được chưa? Thì đây output đây. Đây, tất cả đều được thay thế. Được chưa? Chúng ta ghi cái phần này vào nhé. Đây là một trong những cách, một trong những cái mà chúng ta cần lưu ý khi mà code với JS. Nó có những cái sự khác biệt nhất định so với những cái ngôn ngữ khác. Được chưa các thanh niên? Được chưa thì vậy.
Rồi thế ơi. Rồi. Thì chúng ta còn hai cái hàm nữa. Ở trong này chúng ta có split. Split là nó giúp băm cái chuỗi của chúng ta thành các con mảng dựa trên một cái ký tự nào đấy ở trong mảng này, ở trong cái chuỗi kia. Ví dụ chúng ta có chuỗi gốc của chúng ta là Hello FPT Polytechnic này. Chúng ta có cái str2 bằng str.split. Ở trong này chúng ta nhận một cái ký tự là dấu cách. Được chưa? Thì cái str2 nó chính là một cái mảng. Nó chính là một cái mảng. Cái mảng này nó sẽ băm cái str này ra. Dựa theo dấu cách này thì nó sẽ có phần tử đầu tiên là Hello, phần tử thứ hai là FPT, phần tử thứ ba là Polytechnic. Thì đây output của nó đây. Được chưa? Băm ra, sau đó chúng ta biến đổi cái gì thì biến. Rồi cuối cùng chúng ta lại sử dụng cái join, cái phép join để có thể là gộp các cái mảng với nhau. Có phép join đâu nhỉ? À quên, join là để chuyển đổi cái mảng trở thành cái chuỗi. Thì đấy là phép join chúng ta học từ hôm trước rồi. Tiếp theo là hàm concat, thì cái này nó giống như hôm trước không? Concat là hàm nối hai chuỗi vào với nhau. Rất đơn giản. Đây. Hello này, FPT Polytechnic này, str3 bằng str.concat ở trong này truyền vào là str2 thì nối cái chuỗi số 2 này vào đuôi của chuỗi số 1 và output ra ngoài. Được chưa? Các bạn check lại giúp tôi nha, xem có phần nào không hiểu ở trong cái phần cái MUI này không? Thì chúng ta hỏi lại giúp tôi. Còn nếu bạn nào đã thấy ok rồi thì chúng ta đọc giúp tôi cái đề bài này. Đề bài này không phải là tôi nghĩ ra, mà đề bài này là tôi lấy từ một người bạn. Bạn tôi nó làm HR thì nó tóm lại nó bảo là các bạn sinh viên đến cái phỏng vấn nó cho cái bài này thì đa phần là ngồi một lúc xong đi về, không xử lý được. Thì bây giờ tôi muốn đưa cho chúng ta để chúng ta thử xử lý xem nó sẽ như thế nào. Đọc đề bài này có hiểu gì không? Có hiểu rồi. Có được. Chuỗi palindrome ấy, nó là cái chuỗi mà xuôi hay lật ngược chuỗi lại thì cái text nó hiển thị vẫn giống y hệt như nhau. Nó là chuỗi đối xứng. Được chưa? Ví dụ như ở đây chúng ta có chữ Madame này. Đúng chưa? Bây giờ viết chữ Madame xuôi và viết chữ Madame ngược. Chúng ta thử xem. Madame, đúng chưa? Bây giờ tôi sẽ viết ngược xuống. M ở đây. M ở đây đảo lên đầu là M này. A đảo lên thứ hai, A. Xong D, D. Xong lại A, A. Đây A này. Xong rồi lại M. Thì các bạn thấy chuỗi ngược của nó hay chuỗi xuôi thì nó đều giống nhau. Được chưa? Nếu một đoạn dài thì chúng ta có Leon, C, Noel. Thì cái chuỗi này viết đi hay viết xuôi hay viết ngược thì giá trị của nó đều như nhau. Ví dụ chữ L này, đưa vào đây L, sau đến chữ E đúng không? Đây tôi viết comment vào cho nó dễ, nó đỡ bị gợi ý. L này, E này, O này, N này, sau chữ C đảo ngược lại thì thành C rồi đúng không? N này, O này, E này, L này. Được. Thì các bạn thấy cái chuỗi này để xuôi hay lật ngược các ký tự lại thì nó đều giống nhau. Thì bây giờ chúng ta tìm một cách nào đấy để tiến hành làm viết cái chuỗi này vào check, thì chuỗi đảo ngược của nó là gì, chuỗi vừa nhập là gì. Được chưa? Đây output đây. Chúng ta đọc cái đoạn này xem có hiểu gì không. Đọc cái đoạn này.
Các bạn đọc cái đoạn code này có hiểu không nhỉ? Đâu hết rồi? Thằng Khúc Thành Quang đang nhai cái gì đấy? Đảo ngược bảng xong check giống nhau. Đúng. Về cơ bản nhá, cách xử lý như sau. Đầu tiên là tôi xác định các cái DOM này, các cái DOM cần thiết này. Được chưa? Sau đó tôi button on click thì tôi có một cái function input value bằng cái input value này. Được chưa? Sau đó nếu tôi kiểm tra nếu input value khác rỗng thì tôi tiến hành như sau. Đầu tiên là chuyển cái chuỗi mà đang có ở trong cái input này thành mảng, thì tôi có str2 array. Sau đó tôi tiến hành là đảo ngược cái mảng đó, đảo ngược mảng. Tiếp theo là ghép ngược lại mảng thành chuỗi. Đây, đảo ngược này, xong ghép lại bằng cách join, split và join nó đi cùng với nhau. Được chưa? Sau đó là tôi có cái output span. Đây, output span nó là cái này. Thì tôi inner text của nó bằng cái output tôi vừa mới chuyển đổi này. Sau đó tôi có cái output value và cái input value. Nếu mà chúng nó bằng nhau, bằng tuyệt đối với nhau, thì đây nó là chúng ta hiển thị ra là chuỗi palindrome. Còn nếu mà không thì bảo không phải là chuỗi palindrome. Được chưa? Thì đấy nó là cái cách xử lý của cái phần này. Nhưng mà rất nhiều người không xử lý được. Thì đây nó cũng là một cái kinh nghiệm của chúng ta khi mà làm. Được chưa? Thì đấy nó là nội dung của bài hôm nay của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang một chút về cái bài lab 2. Xem là các bạn có cái bài nào khó không? Lab 2. Cái này có khó không nhỉ? Cái phần này này. Ô, bọn này đi đâu hết rồi? Làm được thầy ạ. Dũng có làm được cái bài 1 lab 1 không? Cái đó em làm được. Làm như nào? Em định làm như nào? Làm chút nhá. Nghĩ và nói thôi, chưa cần phải code đâu Dũng ơi. Vâng, em biết rồi. Thế nào? Để thì sử dụng hàm all mouse over và all mouse out. Cái gì mà mouse over? Không phải gì mouse over gì ở đây em ơi? Lớp 1 hả? Hả? Lớp 1 hả? On click chứ? On click gì hả? Ừ. Phải là on click cho cái button cao chứ. Xin lỗi, em nhầm bài. Rồi, nói lại nào, chỉ sắp xếp lại, nói lại xem nào. Nói lại xem nào. Xem bài này sẽ xử lý như nào. Bài này thì nghĩ rằng này thì phải sử dụng index of. Cái gì mà index of? Không, em đang suy nghĩ xem là nên dùng, em đang suy nghĩ dùng hàm nào ấy ạ. Em đang suy nghĩ xem là dùng hàm nào để đưa nó ra thôi, để đưa cái số lượng ký tự làm chuỗi để lấy ra cái số lượng. Dùng cái gì, chấm gì? Chấm len. Đúng rồi, chấm len. Xong rồi bây giờ đưa ra cái số đúng không? Đưa ra cái số ra ngoài màn hình đúng không? Vâng ạ. Thì em để cái số 7, để cái chỗ hiển thị cái số 7 là một cái thẻ H2. Để số 7, để nó là một thẻ H2 trống. Xong rồi em bắt đầu là khi nào mà đến được cái len ấy, thì em sẽ dùng cái thẻ H2 đấy, em dùng DOM làm nào đấy, em xác định cái thẻ H2 đấy. Xong rồi em chấm inner text cho nó bằng cái string chấm len là được. Vâng. Hiểu không? Hiểu ạ. Rồi, ok. Rồi, bài 2 này thì sao nhỉ? Để gọi ra nào. Cái gì mà mảng
CMM đấy. Các bạn đang quay ra cách làm của bài số 1 đấy ạ. À? Không, tôi không hỏi ông. Thằng Đinh Công Tuấn Anh đang ngồi chửi thằng Nguyễn Vi Vũ. Trừ một điểm. Tội chửi nhau trong lớp. Hai thằng này to gan thật. Cái tội ý là lạ lắm thầy ạ. À? Đúng. Thầy đừng để thằng lớp khác được bơm đều. Và click vào phần comment N ký tự đầu tiên của chuỗi. Nếu từ còn lại được thêm bằng dấu chấm chấm. Nếu ký tự nào còn lại kết thúc bằng dấu. Bài lát trước, bài lát này vẫn còn nhiều người chưa nộp lắm nha. Rồi. Bài này. Xem nào. Thằng Huy Vũ trả lời đi, không trả lời được tôi sẽ đuổi khỏi lớp này. Em thấy. Ừ, bài này làm như nào? Đây em đọc bài bảo. Mà có hiểu đề bài không đã? Sơ sơ. Rồi, bây giờ làm như nào? Ba. Thấy dùm xả quá nhỉ? Sao nhanh làm như nào? À thì bà đấy thì lấy tức là cái hàm cái phần cái chuỗi ở trong input string trên thì em sẽ có thằng chuẩn bị đuổi khỏi lớp anh em nó về mảng xong là lấy năm mà đếm đúng đủ 3 phần tử đưa về mảng làm gì hả em ơi thì tách riêng ra và những cái còn lại ở của bảng đấy thì em gán bằng thì em cho hết thành dấu chấm và từ đó là sâu lại cái mảng đấy ra thành chuỗi. Thế này dùng để làm gì? Ở Vũ. Dạ. Có nhìn thấy màn hình của tôi không? Có. Thế cái này dùng để làm gì? Ừ. Ừ. Đợi đi anh em xem lại. Này. Sao? Đúng chưa? Vâng. Thế giờ sẽ làm gì nào? Sẽ làm gì nào? Tôi cho ông ký thì tôi lấy công ước nào. Sao như nào Vũ? Dùng sắp trinh thì lấy sắp trinh thì hai giá trị sẽ là không và không với cả và cái tích ở trong là cái number tức là cái sắp trinh nó sẽ chạy từ không cho đến số nào mà mình cần cắt giá trị ấy. Ok được. Sau đó nó chỉ lấy mỗi cái ra, còn cái lại nó gắn hết bằng không, bằng dấu chấm. Bằng 3 dấu chấm đúng không? Vâng. Chưa xong. Nó còn ý thứ hai đằng sau dấu phẩy này. Không có ví dụ nào thì nó lại ví dụ. Ví dụ nhá.
Ví dụ trong cái input mà string ấy kìa. Nếu mà nó chỉ viết ở trong đấy là FPT thôi. Em hiểu không? Vâng. Nếu mà người ta chỉ viết trong đấy là FPT thôi thì bấm convert ra thì nó sẽ ra là FPT chấm. Chấm. Ừ. Bây giờ làm nào. Làm nào để xử lý cho cái bài toán dấu chấm đấy. Có chưa? À, có ai có giải pháp không? Em thấy ơi. Em có giải pháp gì không? Anh thế anh mình so sánh cái sub string đấy với cả cái string ban đầu. Nếu mà cái sub string đấy nhỏ hơn cái string ban đầu thì thêm dấu ba chấm, còn đúng. Không thêm dấu chấm. Đúng, chuẩn rồi. Chuẩn bài. Ngọc Anh có trong lớp này không nhỉ? Em có thể. Có à? Vâng. Thầy ơi. Phạm Ngọc Anh à? Thầy ơi, em vào đây học ké thì làm gì để lấy mấy cái lab của thầy để làm à? Xin. Nhưng mà vào đâu xin? Hả? Những đứa đang học ké thì chia sẻ cho nhau một cái file Excel nào đấy, ghi email vào xong gửi lại cho tôi. Wow. Tôi share cho toàn bộ với những cái người trong email đấy là xong cái gì có đúng không? Wow. Hay chị em gắn okay. Facebook cho thầy nhé. Ừ, xong đi, thu thập xong rồi lấy gửi Facebook cho tôi. Sao bài 4 này bị lỗi à? À bài 3 này bị lỗi à? Bài 3 này bị lỗi không này? Bố khỉ. Thôi rồi, thế vậy chúng ta sẽ đến với bài 4. Đâu có hai bài 4 mà thầy. Đấy, đấy là bài 3 đấy. À đây là bài 3 đúng không? Rồi ok. À, cho giao diện như hình này. Được chưa? Yêu cầu nhập vào một chuỗi và click nút convert hiển thị chuỗi mới ở bên dưới đã được chuyển sang format camel case. À, bỏ đi khoảng trắng và các ký tự đặc biệt. Cái này hay này. À, cái bài này là sử dụng regex rồi. Bài này sử dụng regex rồi, nhưng mà làm bài này phải buổi sau học. Làm bình thường cũng được. Làm sử dụng những cái mà chúng ta đang vừa mới học xong thì cũng xử lý được. Có ai có giải pháp gì không? Có ai có giải pháp gì cho bài này không? Văn Thị Ngọc Dung đâu rồi? Không online luôn. Em đang nghĩ có ở đây. Ờ, thế bài này giải như nào? Em đang nghĩ thầy ạ. Này có gì mà nghĩ? Dễ vãi. Trịnh Tiến Thành, Thành đâu Thành ơi? Đâu thằng Thành đâu rồi nhỉ? Vừa nhìn thấy nó loanh quanh đây rồi. Thành đâu rồi? Có online không? Không có luôn. Để xem nào.
Nãy vừa nhìn cái thằng Nguyễn Bá Vinh trong này xong. Vinh. Vinh ơi. Online đây nè. Dạ vâng gì. Bật mic lên. Chim với cò gì? Không phải chim. Làm như nào? Cái thứ nhất, bước 1 là các em sẽ tiến hành là dựa vào dấu cách này để các em băm cái chuỗi này ra. Hiểu không? Băm cái chuỗi này ra thành mảng. Được chưa? Sau đó lấy ký tự đầu tiên của phần tử bắt đầu index số 1, tức là cái chữ P này chẳng hạn, à, cái chữ poly chẳng hạn, thì bắt đầu từ cái chữ poly, ví dụ như là FPT, ví dụ như đây tôi có cái chuỗi như này. Tôi có cái chuỗi là Leon C Noel này chẳng hạn này, được chưa? Bây giờ tôi sẽ chuyển nó thành một cái mảng. Tôi chuyển nó thành một cái mảng như này. Leon này. Vậy này. Tin này. Noel này. Như này có làm được không? Để chuyển đổi được từ cái chuỗi thành cái mảng này có làm được không? Có thầy. Rồi ok xong. Thì bắt đầu, tiếp theo là bắt đầu từ index số 1 đến hết. Chạy từ phần tử đầu, phần tử số 1 cho đến cuối thì có chạy được không? Hả? Không mà. Thì mảng bắt đầu duyệt các phần tử từ index số 1 cho đến hết có được không? Có. Duyệt thằng này và duyệt thằng này, bỏ qua thằng đầu tiên. Làm được đúng không? Đúng không? Vâng. Rồi. Bây giờ tìm cách để viết hoa chữ cái. Đầu tiên. Thì có viết được không? Có. Kiểu gì làm kiểu gì? Cái gì mà uppercase đấy này. Hả? Uppercase là nó viết hoa toàn bộ cái phần tử đấy lên. Em nhớ là có một hàm. Capitalize hả? Không, à. Em chỉ nhớ là có một hàm thôi. Có Java. Java. Script. Capitalize. Đây. Không có nhé, không có hàm capitalize. Mà chúng ta phải sử dụng regex. Nhưng tôi vẫn không muốn sử dụng regex. Thì tôi làm như nào? Chúng ta có thể cắt ra được phần tử đầu tiên không? Cắt được chữ cái đầu tiên nhé. Cái đầu tiên khỏi cái mạng, khỏi cái chuỗi không? Cắt được không? Được. Ủa có cắt được không? Được không? Ba hàm dùng để cắt chuỗi cơ mà làm sao im đi. Cắt được không? Có thầy. Rồi. Sau đó là chuyển ký tự đầu tiên đấy về chữ Vinh Hoa. Cái này làm được đúng không? Rồi tiếp theo cắt từ index số 1 của cái chuỗi đến hết. Cái này làm được đúng không? Đúng không? Sau đó tiến hành là gì mà cũng chẳng cần cái việc này cơ. Tôi chỉ cần cắt mỗi chuyển như này thôi, sau tôi tiến hành là sử dụng hàm replace để làm sao replace cái phần tử đầu tiên thành cái ký tự đã biến đổi thành chữ hoa
Đấy, này có làm được không? Này có làm được không? Nhìn sơ sơ thì có khả năng làm được. Rồi, làm đi. Tôi cho ông 10 phút. Bạn nào làm xong trước cộng thêm 2 điểm trong cái đống này. Trong đống này cộng thêm 2 điểm nữa. Bài này khó. Cơ hội để đáp ứng kết Tuấn Anh ạ. Nhanh lên làm đi. Đây cho em xem lại cái này. Mà bắt đầu việc cấp phần tử từ index đúng một tính thôi. Mười phút nha, đến một rưỡi.
Ai ăn xong chưa? Xong rồi, bắt đầu nghỉ sớm không thầy? Không. Được chưa các bạn ơi? Các bạn nào làm xong chưa? Làm rồi ạ. Đâu xem nào. Ring share đi xem nào. Không. Action click. Chạy đi xem nào em ơi. Đúng đấy. Viết ba từ nào. Định hình viết như nào. Đúng không? Rồi ok, Đinh Thành Vinh có trong lớp này không? Có. Đinh Thành Vinh. Đó. Ok. Thì đấy nó là cái phần luyện tập của chúng ta nhé. Chúng ta về cố gắng tự làm bài của mình. Dạ.
Tốt nhất là tự làm thì chúng ta nó sẽ luyện tập được rất là nhiều. Tiếp theo tôi sẽ giảng thêm về cái phần regex nữa, sau đó chúng ta sẽ điểm danh và nghỉ. Được chưa? Cái phần regex này giống như ở trong PHP cũng vậy thôi. Thì là nó cũng là một cái phần gọi là sử dụng đa phần là để biến đổi dữ liệu cũng như là sử dụng để validate dữ liệu một cách rất hiệu quả. Ví dụ như cái hàm vừa rồi Vinh nó làm ấy thì nó khá là dài. Nói chung thế là dài rồi. Nhưng mà với regex có khi chúng ta chỉ một dòng là xong. Đó. Thì biểu thức chính quy về cơ bản nó là một chuỗi miêu tả lại một cái, tóm lại nó dùng để dựa vào những cái quy tắc do các cái ngôn ngữ khác nhau nó quy định ra để chuyển đổi dữ liệu và validate dữ liệu theo một cái mẫu, một cái rule được chúng ta quy định. Được chưa? Ứng dụng của nó thì là dùng để so khớp chuỗi với biểu mẫu, thường để sử dụng cho validate, tách một phần của chuỗi theo các ràng buộc cho trước để tìm kiếm, để thay thế một đoạn ký tự. Được chưa? Và nó còn có rất nhiều các tác dụng khác nhau nữa. Do đó chúng ta cũng có thể là cần phải về nhà đọc thêm về cái thằng regex này. Thì để sử dụng được biểu thức chính quy ấy, regex regular expression ấy, thì chúng ta có thể là sử dụng biểu thức chính quy thuần là regular expression literal. Được chưa? Thì cú pháp của chúng ta sẽ là pattern.test cộng với một cái string. Pattern nó chính là cái string cho trước. À, pattern nó chính là cái khuôn mẫu, cái khuôn mẫu cho trước. Còn cái string là cái chuỗi cần kiểm tra. Ví dụ ở trong này chúng ta kiểm tra xem cái chuỗi này có tồn tại cái chữ poly hay không. Được chưa? Thì chúng ta sẽ viết như sau. Chúng ta có cái biến pattern bằng hai dấu sược nhé. Các bạn thấy này, ở đây nó là hai cái dấu sược ở hai đầu của cái ký tự cần phải tìm kiếm. Chúng ta lấy pattern này chấm test với một cái chuỗi chúng ta cần kiểm tra thì nó sẽ output ra, nếu xuất hiện thì nó sẽ trả về true, còn nếu không xuất hiện thì nó trả về false. Thì ví dụ như ở trong này chữ poly nó có xuất hiện ở đây thì nó trả về true. Được chưa? Được chưa? Thì tương tự như vậy thì ở trong cái bài lúc trước chúng ta làm, chúng ta dùng vòng while ấy, đây while index of này, thì chúng ta hoàn toàn có thể không dùng như này mà chúng ta sẽ dùng là poly fpt.test của cái str mà bằng true, thì chúng ta còn thực hiện cái này, tức là tìm kiếm trong cái chuỗi str này còn cái ký tự là fpt thì nó sẽ còn chậm, còn không thì thôi. Được chưa? Đây là một cách khác để chúng ta viết, bởi vì nếu mà bằng true này chúng ta có thể xóa cái đoạn này đi thì code nó sẽ ngắn hơn, đúng không ạ? Đấy. Tiếp theo ở bên này thì chúng ta có cái pattern cần phải check là ZS nâng cao. Được chưa? Nhưng mà cái chữ ZS nâng cao nó không tồn tại ở trong này thì nó trả về false. Được chưa? Đây là cách thứ nhất để sử dụng regular expression, và cách này tôi thấy là nhiều người dùng hơn. Cách thứ hai là sử dụng đối tượng regex expression là reg exp. Được chưa? Thì chúng ta có cái biến path bằng reg new reg x poly. Sau đó là chúng ta có cái path.test giống tương tự như kia thôi. Được chưa? Hai cách các bạn thích dùng cách nào dùng. Nhưng mà đa phần mọi người sẽ bê dùng giống như tôi này. Là bê luôn cái đoạn này tẹt táng vào đây cho nhanh. Được chưa? Đấy là cái hai cách dùng của cái thằng biểu thức chính quy. Chúng ta dùng cách nào cũng được. Tiếp theo là sử dụng biểu thức chính quy thì chúng ta có những cái cú pháp cho phần thằng pattern. Thì cú pháp của nó sẽ là hai cái dấu sược, các bạn nhìn này, nó là hai cái dấu sược bắt đầu và cái pattern nó sẽ chứa ở giữa. Sau đó đằng sau của cái đấy nó là cái modifier. Modifier nó chính là các cái có nghĩa là ví dụ như các cái rule, gọi coi tôi coi như là các cái rule đi. Được chưa? Để chúng ta thay đổi cái hoặc là kiểm tra cái chuỗi của chúng ta xem nó như thế nào. Ví dụ ở đây chúng ta có ký tự g là tìm với phạm vi toàn chuỗi. Được chưa? Tìm với phạm vi toàn chuỗi. Nó không giống như cái phương thức replace. Phương thức replace thì là nó sẽ dừng lại sau khi đã tìm đến cái phần tử đầu tiên, index đầu tiên. Thì đây, ví dụ chúng ta sẽ thấy là fpt sược g, chúng ta tìm như này. Được chưa? Y so khớp mà không quan tâm đến phân biệt ký tự hoa hay ký tự thường. Được chưa? Ví dụ như chúng ta có một cái ví dụ như sau.
Đây, ví dụ như va str bằng FPT Polytechnic, được chưa? Chúng ta dùng là sược sược như này, FPT chấm test của cái str, chúng ta thấy nó bằng false, được chưa? Nó bằng false bởi vì cái chữ FPT này nó không phải là cái FPT ở trên này. FPT ở trên này nó là ký tự viết hoa, được chưa? Nhưng mà bây giờ chúng ta lấy là sược sược FPT chấm cách y này chấm test của cái str thì nó lại trả ra là true, tức là nó compare cả hoa cả thường để nó check luôn. Thì đấy nó là cái modifier, là cái điều kiện để tìm, được chưa? M là so khớp luôn các dữ liệu xuống dòng, tức là multi-line. Nếu trong trường hợp cái chuỗi của chúng ta nó có nhiều dòng thì ở đây nó chơi tất, được chưa? Thì đấy là cái chữ M. Lỗi này. Đấy thì tôi giải thích thôi, còn lại chúng ta về nhà chúng ta bắt buộc phải đọc thêm, chứ không thể nào mà yên tâm tôi nói đến đâu chúng ta nhớ đến đấy, không mà thánh nhân quá. Zoom to ra. Tiếp theo là các phương thức về regex. Thì chúng ta có 3 phương thức chính là x tức là xq, tìm nó, ý nghĩa của nó là tìm kiếm chuỗi phù hợp với pattern trả về một mảng chứa kết quả đầu tiên tìm được. Được chưa? Ví dụ như ở đây chúng ta có 10.000 o 10.000, được chưa? Chúng ta có pattern là bằng sược d cái gì gì đấy, được chưa? Tìm các số có 3 hoặc 4 chữ số. Cái đoạn pattern này chúng ta sẽ được config được show sau nhá. Thì tóm lại cái đoạn ký tự này là tìm các số có 3 hoặc 4 chữ số thì chúng ta có result bằng pattern này chấm xq đóng ở ngoặc str thì nó sẽ trả về cho chúng ta kết quả đầu tiên là tìm được 3 hoặc 4 chữ số. Thì ở đây chúng ta có cái này là 3 này, được chưa? Thì ở đây nó làm sao, cái này là có mấy ký tự, mấy 4 chữ số đúng không ạ, nhưng mà nó chỉ trả về mảng chứa kết quả đầu tiên tìm được không, được chưa? Nó trả số 100. Tiếp theo thằng test thì các bạn biết rồi, kiểm tra chuỗi xem nó có thỏa mãn cái pattern hay không, trả về true hoặc là false, được chưa? Và cái này chúng ta dùng rồi, hàm match này nó sẽ tìm kiếm chuỗi phù hợp với cái mẫu pattern trả về một mảng chứa tất cả các kết quả, được chưa? Trả về tất cả các kết quả tìm được, được chưa? Và trả về null nếu không có kết quả phù hợp. Thì ví dụ vẫn là cái ví dụ ở phía trên này, vẫn là cái ví dụ phía trên này của chúng ta. Ở đây chúng ta vẫn tìm các số có 3 hoặc 4 ký tự thì chúng ta có str.match, được chưa? Ủa sao đây nó lại là 1.000 nhỉ? Được rồi, tôi sẽ thử lại cho chúng ta. Có thể là cái đúng, nó sẽ như sau. Cái thằng này có 3 ký tự này, thằng này có 4 ký tự này, và thằng tiếp theo này nó có 1, 2, 3, 4 và 5 ký tự. 5 ký tự thì nó sẽ cắt cái thằng số 0 cuối cùng này đi. Và nhìn này, nó cắt cái số 0 cuối cùng này đi và nó lấy số 1.000. Nó không sai đâu nhá. Đấy là cái match, được chưa? Tiếp theo là ý nghĩa của cái đoạn mà đóng ở ngoặc nhọn hay là sược D, sược biết các thứ, ngoặc vuông hoặc là dấu mũ như này. Thì ý nghĩa của nó là cái gì? Thì ở đây chúng ta sẽ có cái ý nghĩa của nó trong này. Ví dụ chúng ta có cặp đóng ở ngoặc vuông thì kiểm tra trong chuỗi có chứa một trong các ký tự trong cặp giống ngoặc vuông hay không, tức là nó kiểm tra A hoặc B hoặc C có trong cái đống này hay không. Ví dụ như ở trong này chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây P4T đúng không ạ, P4T và G kiểm tra global, thì chúng ta sẽ lấy ra những cái phần tử nào nó khớp so với những cái phần tử trong này. Ví dụ như ở trong này chúng ta sẽ không nhìn thấy số 4, nhưng mà chúng ta thấy check chữ F này, F nó có khớp đây không? Không đúng không ạ? Chữ P khớp này, chữ T không khớp, P không khớp 4 nhưng mà khớp T vào đây. Tiếp theo là dấu cách thì không khớp, chữ P lại khớp cho vào đây, chữ T lại khớp lại cho vào đây. Được chưa? Chúng ta dùng hàm match mà. Được chưa? Dấu mũ
Dấu mũ là tìm các ký tự không phải là các ký tự trong trong cặp dấu ngoặc vuông, tức là tìm toàn bộ tất cả những ký tự mà không tồn tại ở trong cặp dấu ngoặc vuông này. Thì chúng ta sẽ thấy nó ở đây là có cái, ví dụ vẫn là cái ví dụ lúc nãy, vẫn là cái ví dụ lúc nãy đúng không ạ? Thì chúng ta có là tìm tất cả những cái mà không có chữ FPT, được chưa? Thì chúng ta sẽ thấy ở đây là nó có dấu cách này, chắc chắn là có dấu cách này, chữ O này, được chưa? P, FPT thì bỏ này, chữ P này cũng bỏ này, O này, L này, I này, E, C, H, N, I, C, được chưa? O, L, I, E, C, H, N, I, C. Đấy, thì là cái dấu mũ này nó thể hiện cái việc đấy. Tiếp theo là tìm các số hoặc các ký tự thể hiện từ A đến Z trong khoảng được quy định có thể xuất hiện trong chuỗi gốc. Ví dụ như ở đây tôi sẽ có là AZ sửa G này, thì chúng ta sẽ có là FPT trừ 15, thì nó sẽ trả ra cái gì ạ? Nó sẽ lấy tất cả những cái mà làm sao xuất hiện là chữ cái, các em nhớ nhé, nó xuất hiện là chữ cái nằm trong A, từ A cho đến Z, thì chắc chắn là FPT là có rồi này, dấu cách là bỏ đi này, dấu trừ bỏ đi này, số 10 bỏ đi luôn, và NAM đây, FPT NAM, được chưa? Thì đấy nó là cái từ 0 đến 9 hoặc từ A đến Z nhỏ hoặc là A đến Z lớn, thì chúng ta lưu ý cái này. Đây còn cái loại dấu mũ thì lại giống như ở phía trên này thôi, được chưa? Dấu mũ thì giống ở trên, đóng mở ngoặc tròn x sược đứng y thì tìm chuỗi ký tự khớp với một trong các ký tự pattern x hoặc y, được chưa? 10 sược 5 thì ở đây nó trả ra 10 này, 10 này và có hai cái 5, 5 5, được chưa? Thì đấy nó là cái một vài cái thông tin tôi cung cấp cho các bạn về cái cách sử dụng của cái regex cũng như là một vài cái lưu ý khi mà ở cái pattern chúng ta có thể sử dụng những cái gì, thì chúng ta lưu ý nghịch thử xem sao. Tiếp theo còn một phần cực kỳ quan trọng nữa của nó là meta character. Thì ở đây chúng ta đọc thì chúng ta sẽ thấy là chấm này thì là khớp với bất kỳ ký tự nào, sược W tìm các chữ cái, các ký tự là chữ cái, sược W lớn các ký tự không phải là chữ cái, sược D các ký tự là chữ số, sược D lớn các ký tự không phải là chữ số, sược S ký tự là khoảng trắng, sược S các ký tự không phải khoảng trắng, được chưa? Còn lại các phần dưới này thì các bạn đọc thêm nhé, đọc thêm trong này xem là nó sẽ như thế nào, được chưa? Nó còn nhiều lắm, trong này cái regex này nó khá là nhiều, thì chúng ta bắt buộc phải về để tự làm thôi, tự học thôi, chứ cũng không có đủ thời gian để cho chúng ta học hết toàn bộ cái đống này, được chưa? Ví dụ như ở đây chúng ta có sược D là từ nãy là thể hiện cái gì ạ? Thể hiện cho cái việc là các chữ số đúng không ạ? Đóng ở ngoặc số 4 này, đây. Tìm đoạn x chứa n ký tự tìm đoạn chứa x ký tự n, thì ở đây là cái sược D này là chữ số này, đóng ở ngoặc nhọn 4 thì là tìm tất cả các số có 4 chữ số. Được chưa? Thì nó sẽ ra hai cái 1000, đây 1000 này. Còn đây cắt đây ra là 1000 nữa. Đấy. Thì chúng ta hãy lưu ý cái đoạn này cũng vậy này, sược D là số này, đóng ngoặc 3,4 là tìm tất cả các số có 3 hoặc 4 ký tự, được chưa? Đây còn đoạn x phẩy như này là đây 5 phẩy này là tìm tất cả các số có ít nhất 5 chữ số, thì chỉ có thằng này thỏa mãn thôi, nó ra số 1000. Thì các bạn lưu ý nhá, nó còn, nói chung là nó còn rất là nhiều. Đây, ví dụ chúng ta có một cái bài ví dụ ở đây. Cho giao diện như hình, thực hiện điền dữ liệu. Sau khi thẻ input nhận sự kiện on blur thì hãy validate dữ liệu đang có trong cái thẻ input đó. Kiểm tra xem dữ liệu đó có phải định dạng số điện thoại hay không. Được chưa? Biết rằng số điện thoại có các quy định sau. Bắt đầu bằng các chữ số 09 hoặc là 03. Có 10 chữ số. Được chưa? Thì bây giờ giải pháp của chúng ta sẽ như sau. Cái thẻ input.onBlur thì chúng ta sẽ có cái pattern như này. Đây, bắt đầu 09 hoặc 03. Nhá, bắt đầu là 09 hoặc 03.
cộng tiếp với các số nằm trong khoảng từ 0 cho đến 9, bao gồm là 8 ký tự. Đây là ngoặc độ dài là 8 ký tự. Sược B này là cái gì nhỉ? Sược B, để tôi xem lại cái sược B nó là cái gì. Chẳng nhớ cái sược B là cái gì. Không nhớ cái sược B để thì tôi check lại sao. Đấy, và sau đó sược G thì chúng ta có check bằng pattern.test và value. Thì chúng ta sẽ kiểm tra là nếu mà bắt đầu từ 03 hoặc là 09, sau đó là có 8 cái chữ số tiếp theo thì sẽ đúng, còn nếu không thì là sai. Thì đây, đây nhập vào 02 thì là toi rồi. Còn nếu ở đây 03 cái gì gì đấy lằng ngoằng thì là đúng. Được chưa? Thì đấy nó là cái phần regex của chúng ta. Thì chúng ta phải đọc cái phần này, biết được thêm nó thì nó sẽ rất có lợi cho các bạn. Và chúng ta vẫn phải làm các cái bài tập ở trong này. Đấy, tất nhiên là những cái bài tập về regex thì tôi cũng không đưa những cái bài tập khó vào. Cho nên là chúng ta cũng cố gắng về dành thời gian để làm thử xem tình hình như nào nhá. Có bạn nào thắc mắc gì về cái phần này không? Đâu hết rồi. Không có. Phải đọc nhá, phải đọc đấy, không đọc là chết dở đấy. Rồi, đến giờ điểm danh. Rồi, điểm danh nhá. À, Đăng Trung, Văn Ánh, Hữu Tú, Văn Nam, Bích Thảo, Văn Thành cũng có, Trung Hiếu, Nguyễn Thùy, không có luôn, ai bảo nghỉ sớm, Viết Tú, thôi còn điểm danh cho nó, tội nghiệp, An Tuấn Anh, Trần Yên, Đi Đăng, Việt Hoàng, Vũ Dũng, Ngọc Anh, Anh Tiến, Anh Thái, Bá Tú, Duy Hiếu, Đức Hải, Ngọc Quang không có luôn này, Văn Khương, Hoài Thu, Trung Nam, Trần Văn Quang, Đình Vinh, Bá Quốc không có này, Đức Thuận, Công Tuấn, Bá Hưng, Thanh Lâm, Trọng Toản, Thành Vinh, Đinh Công Tuấn Anh, Quang Đại, Chí Hiệp, Đức Huy, Tiến Tuân, không có này, Thế Tung. Đức Huy có thầy ơi. Huy nào? Lên Huy thầy. Rồi, Tiến Tuân, Minh Hiếu. Rồi, ok, các bạn sau vắng này. Văn Thành này, Anh Thái này, Duy Hiếu này, Đức Hải, Văn Khương, Trọng Toản, Tiến Tuân, hết. Đấy, xong. Về các bạn làm bài lab 2 giúp tôi nhá. Tôi sẽ mở bài lab 2 vào buổi sau. Được chưa? Còn các ai có vấn đề gì thì chat riêng với tôi, xem chúng ta có thể hỗ trợ được gì nhau không nhá. Ok. Chào các bạn. Một tiếng nhá, em phải nhờ.